2 phút để hiểu DeFi là gì. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đó là tiền mã hóa sẽ không bao giờ thay thế được ngân hàng, tài chính truyền thống cũng như là tiền giấy. Thì mình thấy ý kiến này cũng có một phần đúng, ít nhất là tại thời điểm hiện tại thì là nó đúng. Tuy nhiên thì các bạn có bao giờ tự hỏi rằng đó là sự thuận tiện và nhu cầu của người khách hàng khi mà sử dụng những dịch vụ của ngân hàng, sử dụng những dịch vụ của tài chính truyền thống không? Đối với mình thì việc ra ngân hàng, chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, đi vay, sao kê, rồi khi mà thế chấp thì thẩm định hồ sơ vân vân, cái thời gian rất là lâu cũng như là những cái hồ sơ mình cần chuẩn bị rất là nhiều, cho nên rất rối và phức tạp. Do đó mới có một cái được gọi là DeFi ra đời. DeFi là viết tắt của Decentralized Finance. Finance là tài chính đúng không? Còn Decentralized tức là phi tập trung. Phi tập trung ở đây tức là ai cũng có quyền ngang hàng như nhau cả. Bạn thấy Bitcoin đúng không? Bạn biết Bitcoin đúng không? Bitcoin cũng là một dạng được gọi là DeFi, là tài chính phi tập trung. Nó có đầy đủ những cái tính chất, ví dụ như là giao dịch ẩn danh. Trong DeFi á, các bạn giao dịch không ai biết các bạn là ai hết, đều là ẩn danh hoàn toàn. Và thứ hai nữa là không qua trung gian. Ví dụ như mình ra ngân hàng thì phải qua một người trung gian để thao tác số tiền của mình đúng không? Thì ngân hàng sẽ là một người trung gian. Còn với DeFi á, mình muốn cái tác vụ gì là mình thao tác trực tiếp luôn, không có cần qua một người thứ ba, không muốn cần qua middleman. Với cái thứ ba nữa là sự minh bạch. Ví dụ như là trong ngân hàng thì bạn cần phải có chứng minh được chứng minh nhân dân của bạn, rồi chứng minh thông tin cá nhân bạn mới xem được số tài khoản rồi giao dịch này kia đúng không? Nhưng mà trong DeFi á, chỉ cần bạn biết địa chỉ ví của người ta thôi là bạn có thể tra ra được tất cả những giao dịch liên quan, rồi cái gì cũng biết hết, hoàn toàn rất là minh bạch. Vậy thì sẽ có rất nhiều bạn hỏi rằng, ủa chị ơi, mình để tiền trong Binance hay là FTX, những sàn giao dịch đó, thì nó được gọi là phi tập trung đúng không? Bởi vì nó cũng liên quan đến những coin, Bitcoin này kia. Thì câu trả lời là không phải. Những sàn giao dịch ở trên đó là những sàn giao dịch tập trung. Ví dụ như là tiền của bạn á, tiền của bạn đang để trong Binance đúng không? Vậy thì bạn có sure 100% đó là tiền bạn đang sở hữu không? Hay là CZ, tức là người chủ của sàn Binance đang sở hữu số tiền đó của bạn? Bạn có thể tưởng tượng một ngày Binance sập thì tiền của bạn cũng mất đúng không? Đó, cho nên là tiền của mình á, có một câu nói như này là tiền của mình mà không ở trong ví của mình á thì nó không phải là tiền của mình. Ủa, nói gì vậy? Là sao? Nó sẽ gây hơi khó hiểu đúng không? Các bạn có thể tưởng tượng là ở trong DeFi, tức là trong tài chính phi tập trung á, họ để tiền của mình ở trong một cái ví gọi là wallet. Ví dụ như là MetaMask nè, Trust hay là Coin98. Thì khi mà bạn thực hiện những tác vụ như là đi nạp rút tiền, giao dịch, mua bán, vay cho vay, bảo hiểm, NFT, swap, vân vân, thì các bạn chỉ cần cầm cái ví đấy các bạn đi giao dịch thôi, không có cần qua Binance hay không có cần qua trung gian. Thì đó được gọi là cái tính gọi là phi tập trung của DeFi, là tiền của mình ở trong ví của mình thì mới là tiền của mình. Tuy nhiên thì với DeFi mình thấy có một số hạn chế như sau. Thứ nhất là nhiều khi phí mạng lưới sẽ hơi cao, không ổn định và hơi mắc, nhất là đối với mạng Ethereum. Thứ hai nữa là hơi khó xài đối với những người mới. Những bạn nào mà chưa quen với lại Binance, FTX mà mấy bạn mà nhảy qua DeFi á, thì sẽ hơi khó thao tác đó. Với cái thứ ba nữa là rủi ro hệ thống, ví dụ như là hack ví hay là hack hệ thống vân vân. Ok, vậy thì khi xem xong video này, bạn nào mà muốn sử dụng hoặc là trải nghiệm những sản phẩm của tài chính phi tập trung thì các bạn có thể tìm hiểu ngay nhé.